Xin chào anh em nhé, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Ui giời anh em ơi, cuối cùng thì nhà phát hành cũng đã update rồi. Đấy, và tôi đã quay trở lại với anh em như đã hứa là đến khi update thì quay trở lại. Đợt này update cũng nhanh đấy, chứ còn cũng không lâu lắm. Đấy, cũng không đến lỗi mà phải nghỉ đến tận 1-2 tuần. Ok, đấy, chúng ta cũng chỉ mất có 3 ngày thôi để nhà phát hành nhận ra cái điều gì đấy và thay đổi. Ok, mà cái việc thay đổi của nhà phát hành thì nó mới chỉ bằng cái, nó gọi là bằng những cái con số bằng những cái gì mà họ nói với chúng ta. Còn có thật sự như thế không thì lại phải test anh em nhá, phải test thử thế nào. Xem là liệu rằng là cái bộ võ sư với cái con gấu, đúng không? Con gấu tổ liệu rằng là nó đã yếu đi chưa hay nó vẫn mạnh như thế. Thế thì chúng ta phải test. Đấy, và tôi là cái người đại diện cho anh em, tức là công lý đấy. Test thử xem như nào anh em nhá, dã man thật sự. Chỉ còn cái bộ vó thật với anh em là nó vãi cứt luôn. Võ Warlock có cái sự thay đổi đến từ cái bộ Warlock đấy, nhưng mà võ thì cũng chưa biết được thế nào. Ok, cái bộ Warlock mà nó không chơi được bây giờ chơi đỏ xem. Warlock yếu đi đúng không? Warlock yếu đi. Bây giờ không chơi Warlock nữa, chơi đỏ để xem bộ võ nó trong cái bộ đỏ ấy thì nó còn mạnh không? Đấy, chứ còn Warlock kệ. Warlock kệ Warlock thôi. Cái vấn đề nó ở cái bộ võ chứ nó không phải ở cái bộ Warlock anh em ạ. Warlock thì bây giờ có rất nhiều line up đấm được. Đấy, line up đấm được, ví dụ như là beat chẳng hạn. Nếu mà không có bộ võ sư thì rõ ràng cái bộ Warlock bị beat đấm cho như con luôn. Nhưng mà có võ sư vào với cái con gấu tổ thì nó lại là cái câu chuyện khác. Đó, nó mạnh ở cái chỗ là cái bộ võ cơ, chứ không phải là mạnh là cái bộ Warlock. Đấy, nên là cái việc mà lép cái bộ Warlock đi. Rồi có một cái dòng mà tôi cũng đọc không hiểu lắm, đấy là giảm tốc độ của gấu tổ thì cũng chưa hiểu thế nào. Bốn đỏ này. Ok, bốn đỏ Berserker à? Bốn đỏ Berserker được. Hiện tại cũng chưa ra gấu, nhưng mà tí nữa ra gấu tôi cũng sẽ cho vào tôi câu thôi. Với cái trận này mà ra Berserker rồi thì khả năng là cũng sẽ không cần chơi Hunter nữa đâu. Hunter thì nó tốn khá nhiều slot đấy. Đổi nhá, đổi cái được. Lấy cái nhẫn hồi máu cũng ngon này. Cái lưỡi sói mòn thì thực sự là tí nữa cũng chả cần, tí nữa cũng phải rèn. Thôi cứ lấy cái nhẫn đi. Odin Panda à. Thật sự là như thế sao? Odin Panda thật không? Và tôi thì tôi chắc chắn là hôm nay tôi sẽ test cái bộ đấy, là tôi sẽ chơi. Đấy, nhận thấy là nhà phát hành là có cái sự thay đổi rất là nhanh. Sau những gì mà anh em kêu ca khắp các diễn đàn, các mặt trận, rồi thì các YouTuber, các streamer kêu nhiều, nhà phát hành là phải đổi luôn. Với cả gần đây này là nó có cái giải đấu anh em ạ. Đấy, có cái giải đấu thì bây giờ là phải thay đổi để còn đấu giải nó còn cân bằng. Chứ bây giờ mà đấu giải lại 6 ông chơi võ sư thì nói chung là giải nó chán, chả ai xem. Đấy, nên là cũng phải có sự thay đổi luôn, kịp thời. Giải đấu đang căng anh em ạ, giải đấu các clan đấy. Dominator à? Thực ra Dominator bây giờ có 4 đỏ rồi thì cũng chả cần. Rồi, up cấp lên 4 đỏ 2 Glacier thì cần gì chuyển sang Glitter đâu. Rồi, Glitter thì bây giờ nói chung là cũng vứt đi hơi nhiều anh em ạ. Vứt đi hơi nhiều. Để đỏ này mạnh hơn này. Cái bộ đỏ trong cái giai đoạn đầu game là một trong những cái bộ mà nó rất là khỏe. Vừa mới vào cái giai đoạn đầu game mà nó đã cộng 450 máu mỗi con rồi. Đấy, khác gì là lên 2 sao đâu. Chỉ đam nó chỉ yếu hơn thôi, chứ còn cái lượng máu thì nó như là 2 sao vậy. Rất là khỏe. Ok, đỏ này là có thể đánh ở chữ thắng đấy. Nếu mà bây giờ cho tôi một con 2 sao thì là đánh ở chữ thắng. Cho một con 2 sao, ví dụ như là cho con Squidman hơi tham nhỉ. Squidman thì hơi tham. Cho con ở đấy đấy. Ui được. Bây giờ mà cho Squidman là chắc chắn đánh được chuyện thắng đấy. Mà nếu mà không ra là Squidman thì cũng xin được con Squid Hunter đi. Chứ còn con ếch lên 2 sao thì nó cũng không có mạnh hơn là nhiều. Nhưng mà nếu mà Squid Hunter lên 2 sao thì cũng ổn đấy. Hy vọng là ra được Squid Hunter sớm lên 2 sao. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa ra con gấu võ này. Trận này có chơi được không? Trận này nói chung là tôi sẽ test với cả cái bộ võ đấy. Sống chết để chơi, nếu mà không ra được gấu tổ thì vẫn có gỗ không để chơi anh em nhá. Vẫn có gỗ không, yên tâm là vẫn có thể câu được. Ui thằng này mạnh này. Chết rồi, con Berserker tôi đã bị bớ vào rồi. Không lia dìu được. Ui giời ơi. Quả này sếp bị lỗi quá. Ôi ơi, con Lila nó lại dí vào đúng cái con Berserker của tôi ạ. Thế thôi chịu. Quả này sếp lỗi. Sếp và Berserker lên một ô nữa là có thể là không bị thua đâu. Cay nhờ. Mất chuỗi rồi. Đây rồi. Ok, câu luôn. Bây giờ cho vào còn kịp. Thế này là bị muộn đấy. Muộn thật đấy. Round 10 rồi cho con gấu vào, nhét con gấu vào. Tỷ lệ bây giờ ra gấu nó cũng giảm đi đấy. Bây giờ còn có 15% thôi, ngày trước 20%. Giảm đi tận 5% đây anh em ạ. 15% để câu ra con gấu. Ở cái tỷ lệ một con và hai con thì nó đã giảm đi rồi. Ở cái tỷ lệ hai con bây giờ nó chỉ có là 25% thôi, chứ không phải là 30%. Ngày trước là 30%. Thằng này chắc vẫn ăn được. Có một cái là cái tỷ lệ 15% ấy, nó chỉ là cái round đầu tiên thôi. Còn khi mà để càng lâu thì cái tỷ lệ nó cũng càng nhiều đấy anh em ạ. Cái tỷ lệ ra gấu ấy nó sẽ tăng dần đến khi nào mà nó tăng được lên cái tỷ lệ cao nhất. Không biết là bây giờ còn như thế không, chứ còn ngày trước ấy là lúc đầu là 15% nhưng mà sau đấy ấy, là nó sẽ tăng mỗi round lên 1%. Đấy, cứ mỗi round tăng thêm 1% tỷ lệ ra gấu. Nhưng mà bây giờ không biết là có như thế không. Nếu mà bây giờ mà như thế thì cái việc mà ra gấu nó cũng sớm muộn cũng ra thôi. Đó. Ra bây giờ đủ 4 con thì là 30%. 30% sau đó lại cứ mỗi round tăng 1% tỷ lệ ra gấu. Cứ ra là gấu lại reset lại. Đấy kiểu như thế, ngày trước nó là như thế. Còn bây giờ thì không biết là có như thế không. Nếu mà như thế thì cái bộ này vẫn chơi được, chứ không có nghĩa là giảm 5% đi là yếu đâu. Bởi vì là thực ra nếu mà giảm 5% ấy mà mỗi round tăng 5% thì sau 5 round là cũng là tỷ lệ như cũ rồi. Đấy. Có vấn đề là nó ra là cái con gấu cần thiết không thôi. Chứ còn gấu bây giờ nó cũng nhiều con mà. Ra nó phải đúng cái con gấu tổ cơ anh em ạ. Chứ còn ra mà ra mấy cái con gấu khác thì nó không ăn thua. Tức là khó chơi hơn. Công nhận là khó chơi hơn thật. Đó. Đổ chả lấy được cái gì. Thôi random ra. Ui giời ơi. Ra đồ chán thế nhở. Ra đồ chơi beat à. Ok. Còn thằng nào? Còn thằng top 3. Thằng top 3 chưa gặp. 6 warrior. 6 warrior khả năng không ăn được. Khó. Tầm này tôi khá là yếu. Không có đam anh em ạ. Không có đam. Hiện tại không có đam. Chưa kể là cái con Berserker còn bị bớ linh vào bớ chứ. Thế thì lấy đâu ra đam mà đánh cái bọn này. Đam bây giờ chắc là đến từ cái con Squidman à. Squidman đừng chết vội nhá. Xoay thêm mấy phát nữa nào. Đúng rồi. Hay. Giết được thêm một con nữa thì hay. Được không? Khó. Thôi không sao, như thế là được rồi. Lọt 3 con nó 4 máu thôi. Ôi ơi, anh em ơi. Trời ơi, nó lại đúng cái con mà tôi cần. Quá tuyệt vời. Thôi được rồi. Thế là được rồi đấy. Ấm rồi. Bây giờ lổ con gấu nào cũng được. Cái vấn đề quan trọng là ra con gấu võ thôi. Bây giờ con gấu nào cũng được. Sau đó thì chúng ta kích 4 wizard, hai wizard vào, hai wizard để kích 4 gấu. Cái tầm này thì ok rồi đấy. Cái chính là ra cái con gấu võ. Khó thế mà cũng làm được. Thằng này đang câu gấu hay sao này. Ra hai con Thunder. Sắp lên là 2 sao rồi. À u rồi, thằng này đang có chuỗi trừ 7 à. Chuỗi thua cộng 7 à. Ai à. Tiền nhiều phết. Căng nhà. Úi rồi. Được rồi. Thế là thiếu wizard rồi. Thế này thiếu wizard rồi. Ok, thế bây giờ cho đánh chuỗi thua để kẹp wizard vào à? Kẹp wizard 3 gấu. Wizard kẹp với 3 gấu là 5 slot rồi. 5 slot. Sẽ không có 4 đỏ đâu. Dí sớm lên 8 thì có 4 đỏ. 4 đỏ kẹp với cả 4 gấu đánh ở level 8. 4 đỏ kẹp 4 gấu đánh level 8 được. Ok, lại gặp lại cái thằng này đen thật đấy. Không có đam. À không, bây giờ có gấu võ rồi. Bây giờ kẹp võ sư rồi. Thế thì nó lại là có luôn. Được không? Ổn 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 không? Ui 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 ui. Ổn không? Ổn chứ, ổn chứ. Rồi, ổn, 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 ổn. Rồi, solo, solo. Solo. Hay quá, lém ra ngoài, được quá nhờ. Xoay thêm phát lửa. Xoay, hay. Rau này ăn này, rau này ăn được này. Ý. Tầm này bây giờ giữ máu đây anh em ạ. Chả có hy vọng chiến thắng ở đâu. Gấu là. À nhưng mà bây giờ quay xe sao? Trận này mà lên cái con gấu assassin lên 2 sao thì mà ra là cái găng tequila. Tôi quay xe tôi chơi chơi gì? Assassin à? 9 xin anh em nhá, 9 xin. Nếu bây giờ ra được cái găng tequila và cái con gấu assassin lên 2 sao thì tôi sẽ chuyển sang 9 xin. Đấy, vẫn còn Berlin để đổi. Vẫn còn một cái Berlin. Khỏe đấy anh em ạ. Gấu assassin kẹp với Kira, kẹp với 9 assassin cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà đánh ở level 10 nên là cứ phải đánh từ từ. Mà nếu mà nó lên được 2 sao thì chắc chắn là tôi đã chuyển. Tầm này gấu võ chưa có gì chắc chắn được đâu. Tầm này gấu võ chưa chắc chắn được đâu anh em ạ. Nhìn thế thôi nhưng mà vẫn chưa phải là cái bộ đấy. Đấy, bây giờ nó vẫn phải lên 2 sao đã rồi mới chơi được. Chuyện này chơi đỏ vẫn ngon hơn xin đấy anh em ạ. Để xem đã. Xin là có một cái hay đấy là chuyện này tôi thấy là có người chơi mết thì chơi xin thì ngon, nhưng mà đỏ thì lại đánh với cái mấy cái nhà mà kiểu chơi warrior nhiều. Chuyện này warrior nhiều phết. Thôi cứ từ từ đã anh em ạ. Chuyển thì nó cũng phải có cơ sở. Đấy, gấu xin nó vẫn giữ ở dưới này. Lên được 2 sao thì chuyển thôi. Còn nếu mà không lên được 2 sao thì thôi. Gấu xin thì nó vẫn sợ cái bộ 9 warrior đấy anh em ạ. Gấu xin sợ đấy. Chưa chắc đã ăn được đâu. Chuyện này có chú quỷ phải cẩn thận. Nhưng mà cái con chú quỷ ấy, tôi nghĩ là nếu mà có chú quỷ thì người ta sẽ ít người ta chọn chơi warrior lắm. Người ta chọn chơi Witcher. Trong cái meta mới update ấy là Witcher được buff lên khá là nhiều nha. Bây giờ đánh là không phải 70% nữa mà 100% đam ấy. Đấy, cái lượng đam mà nó tăng đến 30% là nó gần bằng là kẹp bit vào rồi. Kẹp 4 bit ấy, gần bằng kẹp 4 bit rồi. Cực kỳ là khỏe luôn. Bú xét. Ok. Witcher được buff khá là mạnh nên là tôi nghĩ là chuyện này sẽ có người chơi thôi. Còn chú quỷ, nếu mà là tôi cũng chơi. Nếu mà là không ra cái con gấu tổ này thì tôi cũng chơi. Bây giờ đang form được cái đội hình này nó cũng khá là ngon rồi. Ra gấu tổ phát nó 1 sao mà giữ máu cực kỳ ác luôn. Thằng này ra là gấu Saman rồi này. Khả năng là chơi là Saman. Thằng này khả năng chơi Saman. Chơi Saman kẹp mết. Con gấu nó giảm tốc độ đánh là giảm cái khỉ gì nhỉ? Tôi thấy nó vẫn bay nhanh lắm mà. Chưa hiểu là giảm gì luôn. Thấy tốc độ bay cũng rất là nhanh luôn. Thôi cái tầm này tôi cứ áp dần thôi anh em ạ. Cái bộ võ sư kết hợp với đỏ là phải đánh lên level 10 cơ. Đánh cho nó từ tốn. Chứ còn nếu mà đánh vội quá không có tiền up lên 10 thì toang ấy. Đằng nào thì bây giờ cũng chả có mất máu nhiều đâu. Mỗi nào mất có chút xíu là. Thua thì cũng mất có ít thôi mà. Cũng không nhiều. Cứ ra là cái con gấu tổ là ngon. Bây giờ ra gấu tổ một sao vẫn gánh được. Đấy, câu ra gấu assassin này. Gấu assassin. Nhưng mà assassin 6 con bây giờ vẫn không ăn thua đâu. Mặc dù là cái bộ 6 assassin nó được bắp đấy, nhưng mà tôi đánh giá nó cũng không cao. Cái bộ 6 assassin tăng từ 20% lên 30% đúng không? Sát thương là x4 nhưng mà không ăn thua. Nói chung là đã chơi hẳn 9 xin luôn. Chứ còn 6 xin thì yếu lắm, không chơi. 6 xin bây giờ Kira nó cũng thay đổi cái bộ Kira. Cái găng tay Kira bây giờ nó phải hy sinh mất 4 con tướng. Thực sự là để mà vào game mà giết chết 4 con tướng mà đánh ở level 8 như cái bộ xin thì cũng hơi toang đấy. Bộ assassin thường là Hyperon ở level 7, level 8. Mà chơi Kira thì là mất bố là 4 con rồi, còn có 4 con này đánh đấm gì? Không có tăng cơ. Khó. Round này là khả năng là vẫn thắng rồi nhá. Ô không. À tôi vẫn thắng được. Đấy. Dự báo tốt phết đấy anh em ạ. U đây rồi, 4 gấu rồi. Tỷ lệ 30% đây rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Tỷ lệ 30% đây rồi. Trời ơi, 30% sẽ hiện ra những con gấu ở trên bàn. Nhưng mà tôi sẽ chuyển Wizard vào để nó loại bớt một con gấu đi. Tỷ lệ ra con gấu tổ nó sẽ dễ hơn. Gấu tổ với gấu xin. Nhưng mà cái tầm này chắc là tôi cũng không có quay xe sang xin nữa đâu. Tầm này lên được level 8 là rồi, chúng ta sẽ lên được level 9, level 10 thôi. Bây giờ là round thứ 19. Chúng ta lên được level 8 với 50 tiền rồi. Lên 9, lên 10. Chúng ta sẽ có cái bộ 6 đỏ kết hợp với Metalit đủ mạnh để chơi được. Lúc đấy sẽ kiếm con ngộ không, nhưng không chơi con gấu tổ làm gì cả. Kiếm ngộ không mà chơi đâu. Đây là 2 thằng còn chuỗi cơ. Lên 9 giật đó. Tôi nghĩ là sẽ kẹp 4 Metalit vào sớm. 4 Metalit kết hợp với 4 đỏ đánh ở level 9 là đủ. 4 Metalit lại 4 đỏ 4 gấu đánh ở level 9. Với cái lượng máu như này tôi nghĩ là cũng không thể nào mà đến cái round 26 mà tôi hết máu ở đâu. Tôi có thể để tụt xuống khoảng 20 máu vẫn ok. Tụt xuống 20 máu vẫn ok. Mỗi round bây giờ là 78 máu đúng không? Mỗi round chục máu đi. 5 round mới là 50 máu. Vừa đủ. Cứ cấp dần lên 9 thôi, không phải vội đâu. Ôi rồi, thiếu một con nữa thôi. Một con lên 2 sao là ấm luôn này. Không cần phải lên 3 sao, 2 sao đủ rồi. Không than làm gì cả. Khiên bảo vệ hay sao? Được. Lấy cái khiên ấy. Tầm này vẫn chưa đổi được cái gì. Tôi nghĩ là tôi sẽ đổi cái bờ linh. Quyết định cung mới đổi cái bờ linh. Còn cái bờ linh Chúng ta sẽ rèn ra cái bờ linh để con gấu có thể tung trưởng sớm hơn. Đấy rồi. Gặp 9 warrior, mất chút xíu máu thôi nhá, đừng có mất nhiều. Rồi, ui. Tôi nhìn thấy cái tốc độ lướt của cái con gấu tổ nó vẫn khá là nhanh đấy. Tôi chưa thấy nó giảm tốc độ đâu. Đấy rồi, ui rồi ui. Lại còn đủ bộ Metalit luôn chứ. Nó lại như thế chứ. Lên 9. Đủ 3 Metalit. Gấu tổ lên 2 sao ấm luôn. Thôi cái tầm này không thể mất máu ở đâu. Khó lắm. Tầm này ấm rồi. Thế thì tôi lại có cái tham vọng là nuôi con gấu tổ lên 3 sao luôn đấy anh em ạ. Tôi đang có cái tham vọng đấy luôn. Từ khi mà nó ra con gấu tổ này ok rồi. Chắc là có thể là nuôi được. Thế thì chúng ta nuôi thôi. Ơ nhưng mà anh em thấy là nó có yếu đi tí nào không anh em nhỉ? Từ nãy giờ có thấy mạnh như thế anh em ạ. Chả thấy yếu đi tí nào. Có chăng là chỉ yếu đi ở trong cái bộ 6 Warlock thôi. Chứ còn bây giờ kẹp đỏ này tôi vẫn thấy mạnh lắm. Tôi vẫn thấy nó rất là mạnh luôn. Trời ơi. Thế yếu cái chỗ nào? Cân bằng ở đâu? Chưa thấy một tí gì gọi là yếu đi cả. Gương quá mạnh. Khó hiểu thật sự. Hóa ra là đây là cái cú cân bằng đấy hả? Tức là cân bằng, tức là coi như là đóng hòm cái bộ 6 Warlock. 6 Warlock bây giờ ai dám chơi? Bây giờ chơi kiểu đấy thì ai dám chơi đúng không? Bây giờ chỉ có những cái con Warlock mà mới được hồi máu thì ai chơi? Chuyển đến kiểu gì fake fake các thứ là không chơi nữa rồi. Đấy. Thế bây giờ lép cái bộ 6 Warlock đi thì bây giờ có phải là bắp ngầm cái bộ đỏ không? 6 Warlock bây giờ không ai chơi thì có dám chơi 6 Warlock đấm với cả bộ đỏ không? Chắc là tôi nghĩ không. Thì bây giờ là thay vì là việc là chơi võ kết hợp với 6 Warlock thì chúng ta chơi võ kết hợp với đỏ ạ. Really? Tôi thấy một vài cái nhận xét là cái bộ gấu này yếu đi và cái bộ Witcher nó lên ngôi để nó đấm cái bộ gấu này. Tôi không nghĩ như thế đâu anh em. Nếu mà có đấm thì chắc là tôi nghĩ là cũng chỉ là đấm cái bộ Warlock thôi. Chỉ đấm bộ Warlock thôi anh em ạ. Chứ còn bảo bây giờ đấm 6 đỏ tôi không nghĩ cái điều đấy đâu. Thật sự là 6 đỏ. 6 đỏ bây giờ không có Warlock counter thì bây giờ đấm hộ cái. Ôi rồi ôi anh em ơi. Cái bộ Warlock ấy nó đâu có phải là một cái bộ quá đáng sợ đâu. Cái bộ đáng sợ nó là cái bộ võ cơ. Tại sao nó lại lép cái bộ Warlock đi? Trong khi là cái bộ Warlock nó sợ bít vãi cứt luôn. Mà meta này chơi bít cực kỳ ổn. Thôi xong rồi. Đấy là bây giờ tôi lại mới nhận ra này. Vừa gặp cái thằng Saman này mới nhận ra nhá. Nhận ra cái gì? Là nếu mà bây giờ mà lép cái bộ 6 Warlock như thế thì bây giờ bộ nào đấm cái bộ Saman đây? Bộ nào đấm cái bộ Saman và bộ nào đấm cái bộ 6 đỏ đây? Tại sao lại lép cái bộ Warlock? Khó hiểu. Khó hiểu. Cân bằng như này chết. Nhà phát hành này thì tôi nghĩ là nhà phát hành nên tham khảo những clip của Tuấn Công về cái cách cân bằng. Rõ ràng là như này là cân bằng xuống hố rồi. Meta này Witcher có thể là mạnh hơn một chút đấy. Nhưng mà chưa ăn thua. Gặp võ này thì cũng toang thôi. Xem võ đỏ này thì bây giờ bộ nào cản được. Võ đỏ bây giờ chả có bộ nào cản được. Ít ra thì ngày trước võ đỏ thì còn có võ Warlock cản đúng không? Bây giờ thì chịu à. Khó nhỉ. Warlock bây giờ nó chỉ có tăng được cái máu của những cái con Warlock thôi anh em ạ. Những cái con không phải Warlock là coi như chịu chết. Ui ra nhiều gương thế. Gấu 3 này. Gấu 3 đây rồi. Được quá nhờ. Cơ hội lên gấu 3 đấy. Thậm chí tôi chưa có 6 đỏ tôi đã khỏe cái này rồi. Tí nữa tôi có 6 đỏ tôi khỏe lắm. Đổi đồ cam luôn nhỉ. Tôi nghĩ đổi đồ cam luôn thì giữ quay cái đồ này. Chơi võ là phải chơi đồ cam anh em ạ. Cái bọn võ này là full cam anh em nhá. 6 con cam, càng nhiều cam càng tốt. Đấy rồi. Phải thế chứ. Càng nhiều cam càng tốt. Mấy cái món đồ tím với mấy cái món đồ xanh dương tí vứt đi hết. Kể cả cái búa xét, tí lấy cái búa xét cam. Tội gì mà phải chơi cái búa xét xanh dương đâu. Cái đồ cam nó có rất nhiều món cho cái bọn võ này. Đồ tím chỉ có mỗi một món thôi. Đồ tím thì chỉ có mỗi cái giáp xoay là ngon. Còn lại thì nói chung là khá là phèn. Ok. Thôi cái tầm này nói chung là khó cản rồi. Kể cả mấy cái thằng nó lên được cái con gấu mết 2 sao. Ơ kìa, Saman bay bầu kìa. Ui vãi đái. Thằng Saman bay bầu luôn. Thế mới càng khỏe quá thì mất thôi. 50 tiền ở level 10 anh em ạ. Đùa chơi nó nói thật với anh em là cái bộ này phải sửa tiếp đi. Thế này thì không ăn thua. Đấy, khẳng định với anh em luôn nhá là không ăn thua. À, chuyện này khá là nhiều mết. Trận này khá nhiều mét đấy. Sẽ phải kẹp cá rồi. Trận này có lẽ là không chơi đỏ đâu. Trận này tôi sẽ cố gắng là một là chuyển về Spirit để counter vào nhà beat. Hai là gì? Hai là chúng ta sẽ chuyển về cá để counter nhà mét. 9 mét này. Ê à, đau. Xoay quạt đau đấy. Nhưng mà ui dồi anh em ơi, con gấu võ không mất tí máu nào luôn. Hai con Thunder Split xòe quạt mà cái con gấu võ của tôi nó vẫn đứng hiên ngang luôn. Không mất một tí máu nào. Thật sự là thế luôn. Này còn có chuỗi nữa chứ. Ồ. Từ từ nhá. Storm Saman à, cái quả này bán cái con nào đây? Này chưa biết bán con nào. Không ổn lắm nhỉ. Ok. Tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được đâu. 9m hàng riu à? 9m hàng riu. Ôi! Nổi không? Ui căng, căng quá đi mất thôi. Ui giời ơi, gấu võ nói chung là nó vẫn là thế giới anh em ạ. Thật. Chuối luôn. Căng đấy. Quả này chắc phải xả mạnh rồi. 31 giây kịp không đấy. Au đây rồi. Từ từ đã, bỏ này đi đã. Ôm hơi nhiều. Thế này đi. Tôi vẫn có cái khao khát là lên cái con gấu lên 3 sao anh em ạ. Từ từ đã. À mà có lên được không nhỉ? Bây giờ bán gấu khả năng cũng khó đấy. Khó đấy anh em ạ. Chắc là tôi nghĩ không lên được đâu. Bán gấu hết rồi. 6 đỏ à? Đủ à? 6 đỏ. Tôi đang phân vân không biết có nên bỏ Wizard ra không. Rồi có ngộ không rồi, kẹp với 6 đỏ hàng Ryu với cả 40 Metalit hàng Ryu. Nhưng cái vấn đề là nếu mà chơi kiểu đấy thì nó khá là khó chuyển. Thôi tạm thời chưa có slot thì thôi. Như này đi. Tạm thời thế đã. Ơ, thiếu con gì nhỉ? Ơ chưa rồi. Thiếu một đỏ à? Thiếu con heo. Chưa có con heo. Rồi lao sau luôn. Thiếu heo anh em ạ. Ui dù ngộ không 2 luôn này. Thôi quả trứng này có khi vớ vẩn đập cho ngộ không ấy nhá. Yeah. Tầm này thiếu một đỏ. Đồn tiếp. BKB. Rồi đổi cho ngộ không ngon hơn không? Rồi à, thiếu mất đỏ. Chúng ta roll tiếp. Ok, hợp lý. Rồi, ok lại. Ui dồi ôi, vô địch anh em ạ. Beat. Gặp Beat với một con Light Spirit 2 sao. Này thì Beat với chúng tôi, cái sức mạnh nó là một cái bộ võ chứ nó không phải là cái bộ đỏ, hay nó cũng không phải là cái bộ Warlock. Chỉ là nó kết hợp thêm với cái bộ nào đấy thì nó mạnh thôi. Chứ còn bây giờ không có đỏ thì nó vẫn có cả đá nữa, 6 đá nữa. Tức là nó rất là mạnh luôn đấy. Thậm chí là bây giờ kể cả bây giờ không có 6 đá nữa, chơi hẳn kẹp với 6 warrior đấy. Đánh ở level 10 thì rất nhiều line up có thể chơi được. Cái vấn đề đó chính là phải giảm sức mạnh của bộ võ đi cơ. Chứ còn tôi thấy như này thì không ổn nó. Mạnh quá anh em ạ. Chuyện này nhiều mét thì khả năng tí nữa chuyển sang cá thôi. 5 rồng 9 mét này. Tôi đã lấy cái BKB sẵn cho ngộ không à. Mà vớ vẩn vẫn thua. Ăn được không? Khó. Tí nữa kẹp cá vào thì ăn được. Chuyện này khả năng là sẽ không ra gấu nữa đâu. Thằng Beat này là cái thằng chắc là tôi nghĩ là sẽ là cái thằng về tôi nghĩ là sẽ là top 3 đấy. Về top 3 thôi. Chứ còn top 4 thì hơi khó. Beat khả năng là vẫn đấm được cái thằng ở vị trí top 4 hiện tại. Mà cái thằng 5 rồng thì chắc là nó không ăn được đâu. Nếu mà thằng Beat còn sống đến late game thì tôi sẽ kẹp đá vào. Mà cái đấy nó khó. Tôi nghĩ là khó đấy. Tôi chuẩn bị sẵn ở dưới này. Nhưng mà nếu mà thằng Beat nó chết thì tôi cũng bán đi thôi. Nếu mà còn có mết thì chúng ta sẽ chuyển sang là 6 cá. 6 cá kẹp với cả Metalit. Đỡ làm sao được. Chỉ mết riu ra là rớt rồi cả. Mà thằng này đi luôn đâu này không? Vớ vẩn đi luôn. Thôi xong rồi. Ui ôi, chưa đi ạ. Mà cái thằng Beat đi rồi. Thằng Beat mà đi rồi thì khả năng là chúng ta sẽ giải tán cái bọn Spirit này thôi. Được kiếm cá rồi anh em ạ. Đây rồi, cá đây. Đùa chứ, vừa lấy bán hết mấy con Wizard đi. Bây giờ lại phải kiếm lại. Kiếm Wizard vào. Để kẹp được 4 cá với cả 4 đỏ thì phải có Wizard. Nói chung là phải bắt buộc là phải có 4 cá đấy. Ui đây rồi. Cứ đỏ đây. Tạm thời như này đã này. Tạm thời như thế đã. Kẹp được vào hai cá. Hai cá liệu rằng có thể đấm được. Ui giời, vẫn ăn bình thường luôn. Không phải là đối thủ 1-0 quá khỏe. Khỏe quá rồi. Tí nữa cái bọn này là full đồ cam thì đỡ làm sao được. Anh em thấy không? Đâu có phải là yếu đâu. Thằng 5 dòng 9m lên được 11 rồi đấy. 11 là 5 dòng 9m rồi đấy. Mà vẫn không ăn thua. Đây là tôi mới kẹp có 2 cá đấy. Bỏ cái này ra kẹp 4 cá luôn này. Thích thì chiều thôi. Trên này khả năng không cần chơi 6 cá thôi anh em ạ. 6 cá thì mất 4 là cái bộ võ sư. Chơi 6 cá chỉ có chơi hàng fake thôi. Thôi khỏi. Như này được rồi. Tôi vẫn tự tin là tôi chiến thắng đấy. Chơi kẹp đỏ là ngon. 4 đỏ. 4 đỏ kẹp với 4 cá này thì không bao giờ bị sốc chết luôn. Nó không thể đủ đam mà nó sốc chết được đâu. Chắc là lửa cây thôi. Tầm lửa cây thôi. Giảm. Ở đây là 4 cá giảm 50% sức sát thương rồi. Bộ 03. Vớ vẩn. Câu chuyện nó lại là thực tế đấy. Bộ không vớ vẩn lên được 3 sao luôn này. Không đùa đâu. Ok. Rồi, sẽ lui. Sẽ lui ngộ không và sẽ lui phong vũ lên 3 sao. Con nào lên 3 sao cũng quý. Đồ tìm lấy đồ gì đây? Lấy găng tay cho nó trâu. Có cái gì đâu mà phải sợ nhỉ. Ok, ui khỏe lắm rồi. Sao? Ăn nổi không? Thằng này đứng tụm vào còn chết nữa. Đứng tách ra này còn may ra có cửa ăn, chứ đứng tụm vào này chết. Ok. Ơ kìa. Trời ơi, đấm một phát còn có 7 máu á. Thế thì cái câu chuyện nó là 37 là hết à? Đổi lốt món đồ à? Đổi đồ cam luôn. À, cướp điên à? Cũng được. Cũng không đến nỗi đâu. Cướp điên cho gấu à? Thực ra cướp điên cho gấu nó là một cái sự phí phạm. Nhưng mà không kịp anh em ạ. Không kịp lấy đồ ngộ không ra. Đao sau tôi sẽ chuyển lại. Ơ kìa. Cái gì đấy? Ô vãi đái ạ. Ngộ không đâu à? Đấy hiểu. Ngộ không tự nhiên bay màu ạ. Sợ phết nhỉ. Rồng thế mà thế giới phết đấy. Rao này roll hết tiền thôi nhỉ. Mà nói chung là khả năng là đối thủ chắc là thua tôi rồi. Làm gì mà thắng được. Kẹp 4 cá vào rồi. Bây giờ chuyển đồ cho con gấu ấy. Lấy cái cướp điên sang con ngộ không. Nó kẹp với 4 đá đấy chứ. Nó cản tôi bằng cái việc là 4 đá này. Đấy, 4 đá kẹp với 5 rồng kẹp với cả 6m. Nó không chơi cái bộ 9m nữa. Nhưng mà ơ bạn ơi, vớ vẩn đi luôn không? Ôi trời ơi, một đập bay vào luôn ạ. Vãi cứt thể. Mạnh vãi đái. Không ổn. Cái kiểu như này thì update thì tôi nghĩ là vẫn chưa ổn đâu. Update nhưng mà nó lại sai địa chỉ. Nó lại cân bằng sai cái địa chỉ rồi. Tôi nghĩ là phải giảm sức mạnh trực tiếp vào cái bộ võ cơ. Chứ không phải là Warlock, cũng không phải là cái tốc độ di chuyển của cái con gấu. Thực sự là tôi cũng chả hiểu là di chuyển cái gì. Đấy, còn theo anh em thấy thế nào? Liệu rằng là cái update này nó đã thỏa mãn chưa? nó đã cân bằng được chưa? Đấy, thì anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Và liệu rằng chúng ta sẽ có một cái update tiếp theo không? Sớm không? Đấy, thì anh em cũng hãy dự đoán, để lại dưới dự đoán anh em nhé. Rồi, anh em thấy hay hãy để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái hoặc là clip bên phải, vẫn những cái bộ meta rất là mạnh trong cái meta này anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.